Chào mừng quý phụ huynh đến với chương trình 60 phút đồng hành cùng bác sĩ nhi đồng. Tiêu chảy là một triệu chứng thường gặp ở trẻ em, là một trong những lý do hàng đầu khiến bé cần thăm khám hoặc nhập viện điều trị. Khi con tiêu chảy thì con có thể kèm sốt, ói, tiêu phân nhảy máu, ăn uống kém khiến các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng. Vâng, vậy để làm sao, đặc biệt là vào những mùa nắng nóng như thế này, việc bảo quản chế biến thực phẩm, nguồn nước thì cần kỹ lưỡng hơn, các bé cũng dễ nguy cơ bị đau bụng hoặc tiêu chảy. Vậy chăm sóc con tiêu chảy tại nhà cần lưu ý những điều gì? Khi nào cần đưa con đi khám ngay? Và khi nào phải làm thế nào để phòng ngừa để con không bị bệnh tiêu chảy? Trong chủ đề ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ những vấn đề này cho quý phụ huynh cùng xem chương trình. Đến với chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Hoàng Lê Phúc, trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi Đồng 1. Bác sĩ Phúc sẽ cùng với chúng ta giải thích những vấn đề về bệnh tiêu chảy trong ngày hôm nay. Vâng, thưa bác sĩ Phúc, bệnh tiêu chảy là như thế nào ạ? Là bệnh biểu hiện và như thế nào thì ba mẹ biết đó là bệnh tiêu chảy, con đang bị bệnh tiêu chảy? Xin chào quý phụ huynh, xin chào MC Thùy Dương. Trước tiên là chúng ta nên cùng nhau tìm hiểu là tiêu chảy là như thế nào trước, sau đó chúng ta mới biết cái cách mà điều chỉnh cho em bé nó tại nhà như thế nào. Thì mình tiêu chảy nó muốn được gọi là tiêu chảy thì người ta đòi hỏi nó cần hai cái điều kiện. Đầu tiên là về cái số lần đi tiêu, thì em bé mà phải đi tiêu từ 3 lần trở lên trong vòng 24 giờ qua, thì cái đó là đặt tiêu chuẩn đầu tiên là về số lần. Lần tiêu chuẩn thứ hai đó là cái tính chất phân lina nó phải phân lỏng và có hình của cái mặt chứa. Thì chúng ta nghe cái chữ mà có hình của mặt chứa thì nó có vẻ nó hơi xa lạ với mình lắm, nhưng mà thực ra đó nó là một cái tiêu chuẩn bắt buộc của Tổ chức Y tế Thế giới. Nên phân có cái hình mặt chứa tức là gì, tức là nếu như mà chúng ta dùng một cái vật chứa nó có cái hình gì á mà để chúng ta chứa phân thì phân nó sẽ đi theo như vậy. Còn nếu như mà chúng ta dùng một cái vật chứa mà phân nó chỉ nằm không theo cái hình đó thì lúc đó người ta không gọi là phân tiêu chảy, mà người ta chỉ có thể gọi là phân lỏng hơn bình thường thôi. Đủ hai cái tiêu chuẩn này thì chúng ta sẽ có một em bé bị tiêu chảy. Tôi cũng xin nói thêm một xíu cho em thấy rõ, ví dụ như ta có một em bé mà ba một ngày có thể đi 3-4 lần nhưng mà phân đi ra là rắn cứng, ví dụ như trường hợp em bé nó bị táo bón mãn lâu ngày, nó đi ra phân dê, thì cái đó trường hợp đó nó là trường hợp là táo bón chứ không phải là tiêu chảy. Cũng như vậy, chúng ta cũng nên lưu ý thêm một cái phần nữa, đó là đối với em bé mà bú sữa mẹ thì bản thân cái em bé bú sữa mẹ đó thì phân nó cũng mềm mềm chứ nó cũng không phải là thành khuôn rõ rệt, nhưng mà cái số lần của em bé đó thì nó nhiều khi nó lại có thể là 5-7 ngày mới đi một lần, thậm chí có thể 12 ngày mới đi một lần. Thì như vậy thì lúc đó nó cũng không đủ tiêu chuẩn là tiêu chảy. Ngược lại đó thì cái em bé nó cũng có thể đi một ngày 5-7 lần nhưng mà phân nó mềm mà nó cũng chưa có lỏng hoàn toàn, thì lúc đó cái phân nó cũng vẫn là gọi là phân sữa mẹ bình thường, cũng không gọi là tiêu chảy được. Cho nên để tóm lại thì chúng ta nên lưu ý là một em bé mà khi mà gọi là bị tiêu chảy thì em bé nó phải đi từ 3 lần trở lên trong vòng 24 giờ và phân đó nó phải là phân lỏng có hình của cái vật chứa. Dạ, vâng, cảm ơn bác sĩ. Vậy quý phụ huynh nhớ ha, bác sĩ đã đưa cho mình một con số vô cùng rõ ràng, tức là thông thường là phải trên 3 lần trong vòng 24 giờ thì mới bắt đầu là suy nghĩ tới là con có bị bệnh tiêu chảy hay không. Và đồng thời bác sĩ Phúc cũng vừa chia sẻ tình trạng phân khác nhau trong một số trường hợp đó, thì để cho quý phụ huynh mình lưu ý. Vậy bệnh tiêu chảy đó thì Cho là xin cắt dạ. ngang chút xíu ha. Chúng ta nên lưu ý là từ 3 lần trở lên là đủ rồi, không cần hơn 3 lần ha. Từ Dạ. 3 lần trở lên chúng ta có thể lo lắng, coi như là bé bị tiêu chảy và chúng ta có thể bắt đầu là cái xử trí tại nhà được rồi. Còn nếu mà từ 1 cho tới 2 lần á, thì nếu mà bạn mà gấp mà bạn đi tới gặp bác sĩ khám á, thì thông thường bác sĩ sẽ để một cái chẩn đoán là rối loạn tiêu hóa thôi, chứ Dạ. chưa có gọi là một cái tiêu chảy. Dạ. Vâng, vậy bệnh tiêu chảy thường là có chia phân loại hay là có nguyên nhân rõ ràng không ạ? Cái bệnh tiêu chảy á, người ta có thể phân loại theo hai kiểu. Nếu như người ta phân loại theo thời gian á, thì nếu như mà một đợt tiêu chảy mà kết thúc trước ngày thứ 14 á thì người ta gọi là tiêu chảy cấp. Còn nếu mà từ ngày 14 trở đi á thì người ta sẽ gọi là tiêu chảy kéo dài. Và từ cái ngày mà 30 trở đi á thì người ta gọi là tiêu chảy mãn tính. Thì thông thường á thì cái tiêu chảy cấp á thì chúng ta có thể xử trí tại nhà. Còn cái tiêu chảy kéo dài và tiêu chảy mãn tính á, thì cần phải chăm sóc ở cơ thể y tế, thậm chí em bé có phải phải nhập viện để được điều trị. Và cái thứ hai đó là người ta có thể chia theo á, là tính chất của phân. Thì nếu như mà một em bé mà nó đi tiêu phân, đi tiêu chảy mà phân lỏng toàn nước thì người ta gọi là một cái tiêu chảy cấp phân nước. Còn nếu như trong phân mà có máu thì lúc đó người ta sẽ gọi là
tiêu chảy cấp mà phân có máu, hay người ta gọi là lỵ, hay có khi người ta gọi là hội chứng lỵ, mà bác sĩ thì thông thường chỉ gọi một cái từ chung chung thôi, tức là ngắn gọn là bị lỵ. Dạ, vâng, vậy quý phụ huynh thấy là dựa vào cái thời gian tiêu chảy mà có những cái phân độ khác nhau để chúng ta có hướng xử trí cho đúng. Dạ, và khi mà ba mẹ thấy con bị tiêu chảy như vậy thì thường là rất lo lắng và muốn là phải điều trị thật là nhanh, thật là mau bớt tiêu chảy. Thì là chúng ta nên điều trị ở nhà như thế nào để con mau bớt tiêu chảy thưa bác sĩ? Dạ, cái đầu tiên mà khi mà chúng ta thấy em bé của mình mà không may mắn mà nó bị tiêu chảy á, thì quý phụ huynh phải nên lưu ý, tức là tiêu chảy á, nó làm trừ trường hợp mà tiêu chảy mà do lỵ như nãy chúng tôi có nói, chúng ta phải xài kháng sinh. Thì những cái tiêu chảy mà lỏng và phân nước còn lại đó thì nó sẽ không có theo như ý muốn của chúng ta, cũng không theo như ý muốn của bác sĩ, mà nó là một cái quá trình mà cơ thể sẽ tự coi như sẽ đào thải cái tác nhân gây bệnh ra ngoài và nó sẽ tự hồi phục. Và song song trong cái quá trình nó như vậy đó thì chúng ta sẽ làm một số cái biện pháp, cũng như ta phải dùng thêm một số thuốc để giúp cho cái tiêu chảy nó không nặng hơn và giúp cho em bé đó, nó có sức, nó mong nó lành bệnh hơn thôi. Cho nên chúng ta không có nên gấp gáp cái chuyện này. Thì để mà cái điều trị mà tiêu chảy tại nhà đó thì chúng ta tuân theo là 4 cái nguyên tắc như sau. Cái nguyên tắc đầu tiên á là chúng ta phải cho em bé đó là uống nhiều nước hơn, hay để cho em bé nó ngừa cái mất nước. Chúng ta đã biết là khi mà em bé mà tiêu chảy thì phân nó lỏng, nó ở cái dạng mà cũng toàn nước, và em bé đó thì nó sẽ nhanh chóng nó sẽ rớt vào trong cái tình trạng là nó thiếu nước, rồi nó mất nước, thậm chí nó mất nước nặng. Nó giống như một cái cây mà nó khô rồi cái nó thiếu nước, rồi cây bắt đầu nó trở nên cây, bắt đầu thì nó héo, mình để lâu quá thì nó khô, mà mình để lâu hơn nữa đó mà mình tứ lại không kịp đó, thì cái cây đó nó sẽ chết khô luôn và mình không có cách nào mà mình hồi phục nó lại. Cho nên chúng ta cái chuyện đầu tiên là chúng ta phải cho em bé nó uống nhiều nước để mình ngừa cái tình trạng mất nước nó xảy ra. Cái nguyên tắc thứ hai đó là chúng ta phải cho em bé nó ăn, mà thậm chí chúng ta phải cho em bé nó ăn nhiều hơn mỗi ngày để em bé nó có sức, nó mau lành bệnh. Thì điều này nó cũng hơi ngạc nhiên đó, là nói tại sao mà mình thấy nó đã tiêu chảy rồi đó thì mình lại còn cho nó ăn nữa. Thì bác anh biết là cho dù em bé ở tiêu chảy mà cấp tính mà ở cái dạng mà nặng nhất á, thì em bé nó vẫn còn có khả năng là tiêu hóa được hơn 70% cái lượng thức ăn mà đưa vào. Nó chỉ không có hấp thu được cái nước đi vào thôi, chứ còn về mặt mà dưỡng chất á, thì vẫn có thể hấp thu được 70%. Và như chúng ta đã biết á, là cái trong cái tiêu chảy á, thì em bé đó, nó bị mất 30% cái chuyện hấp thu đó, cho nên nó bị thiếu đi. Nhưng mà nó lại còn bị là tác nhân là do, thí dụ như do vi khuẩn hay do siêu vi hay gì đó, thì em bé là tăng cái nhu cầu năng lượng. Cho nên đó là em bé cũng phải cần bù đắp cái năng lượng để nó chống lại cái tác nhân gây bệnh đó. Và ngoài ra nữa đó, thì khi mà bị tiêu chảy á, thì cái niêm mạc ruột của em bé nó bị hư, cho nên nó cũng cần phải có năng lượng, nó cũng cần cái dưỡng chất vào để nó làm cho cái niêm mạc ruột nó được tái tạo trở lại. Cho nên kể cả ba cái lý do đó, chúng ta phải cho em bé nó ăn nhiều hơn. Nhưng cái cách mà mình cho em bé nó ăn là như thế nào? Chúng ta sẽ cho em bé ăn nhỏ từng bữa, có nghĩa là từng bữa mình ăn từng ít một, mình chia ra nhiều bữa và mình nấu nhừ và lựa thức ăn dễ tiêu cho em bé ăn. Và cái nguyên tắc thứ ba là đa phần á, thì hơn 90% các trường hợp á, là cái tiêu chảy nó sẽ tự lành. Với cái chuyện mà hai nguyên tắc mà chúng ta cho uống bừa mùa ngừa nước, hay chúng ta uống nước để ngừa cái mất nước, và thứ hai là cho ăn để cho em bé nó có sức để nó mau lành bệnh, thì đa phần là nó sẽ 90% là sẽ hồi phục. Tuy nhiên nó sẽ có 10% là nó diễn tiến không có thuận lợi, và chúng ta cần phải bình tĩnh và phải nhanh chóng kịp thời để nhận ra những cái tình huống và diễn tiến không thuận lợi để đưa em bé tới bệnh viện ngay. Hai, và chúng tôi xin nhấn mạnh là đưa tới cơ sở y tế gần nhất ngay để chúng ta có thể có được cái sự chăm sóc y tế nó tốt hơn và nó kịp thời. Và những cái tình huống nào mà chúng ta phải đưa cho em bé tới bệnh viện ngay? Đầu tiên á, là nếu như em bé nó có sốt, tức là những ngày trước không sốt, hôm nay em bé nó có sốt, hoặc là em bé có sốt nhẹ những ngày trước nhưng hôm nay sốt nó cao hơn, đặc biệt là sốt cao khó hạ. Cái điểm thứ hai nữa đó là em bé nó trở nên nó làm nó khát nước nhiều. Những ngày trước thì đưa nước thì em bé nó uống, nhưng hôm nay thì chúng ta đưa nước thì em bé nó cứ chăm chăm nó nhìn vô cái ly nước mà nó lại uống.
đặc biệt là nó cứ đòi uống hoài uống hoài uống hoài. Và cái làn dạng thứ ba là em bé nó trở nên nó lừ đừ, nên nó ly bì khó đánh thức. Tức là bây giờ đó là mình thấy là sao, là em bé lúc trước đó nó quấy, nó đòi nước, mình đưa nước uống xong thì em bé là tươi tỉnh nó đi chơi, nhưng bây giờ em bé lừ đừ nó không chịu uống nước. Đặc biệt là mình nghe là người làm hoặc là ông bà nội nhà nói đó là sao, sáng nay thấy em bé nó không chơi, nó cứ ngủ hoài, làm cho mình phải rất là căng thẳng. Đây là một dấu hiệu mà là chúng ta phải cần đưa em bé tới bệnh viện ngay. Một điểm thứ kế tiếp theo nữa đó là nếu như cái thay đổi tính chất phân, nó thấy nếu mà cái phân mà bây giờ nó lại trở nên là nó có máu trong phân, chúng ta đã biết rồi, nếu mà một cái tiêu chảy mà lỏng như chúng ta có thể ở nhà được, nhưng thì vậy có máu trong phân, đó là một cái dạng nặng, chúng ta cần phải đưa em bé tới bệnh viện để bác sĩ cho kháng sinh kịp thời, hoặc là đó là một trường hợp mà nó bị lồng ruột và bác sĩ có tình trạng là tháo lồng sớm cho em bé. Và ngoài ra đó, chúng ta còn có những cái dấu hiệu mà khi mà chúng ta nói đó thì mấy anh chị sẽ thấy là gì, là sẽ không có cái gì mà mình phải dám để ở nhà được hết. Ví dụ như em bé nó bị co giật ha, nếu em bé nó co giật thì chắc chắn là không ai dám để ở nhà, nhưng chúng ta nên lưu ý nó sẽ có một cái tình trạng co giật mà nó rất là kín đáo, tức là em bé nó mắt nó chỉ có nhìn lên thôi ha. Thì khi mà nghe mà nói đó là sao mà thấy mắt nó cứ nhìn lên trên trời đó, thì mấy chị lưu ý ha, đây là một dấu hiệu mà co giật kín đáo, và nó là một biểu hiện của một cái tình trạng ha, là có thể bị viêm mạch não hay là một cái tình trạng rối loạn điện giải nặng. Thì cái này chúng ta cũng phải cần quan sát kỹ và chúng đưa em bé tới thì ngay. Và trong tất cả các tình huống, nếu như chúng ta thấy là sau 2 ngày ở nhà mà em bé cũng không có khá hơn, hay là mình thấy có một cái lý do gì đó mình cảm thấy con mình nó không có được là coi như là yên tâm, coi như là được gọi là ổn định, thì chúng ta cũng nên đưa đến cơ sở y tế sớm để cho các bác sĩ chúng ta có thể kịp thời chẩn đoán và điều trị cho em bé cách thích hợp. Dạ, vâng, cảm ơn những giải thích vô cùng chi tiết của bác sĩ và những lời dặn dò rất là bổ ích để cho phụ huynh có thể theo dõi được con. Vâng, bác sĩ có đề cập tới phần là bù nước cho con. Vậy thì chúng ta nên chọn những nước nào, ví dụ như là nước lọc hay là nước uống có ga hay là nước sữa hay là nước gì để có thể bù nước được cho con trong giai đoạn tiêu chảy ạ? À, trước đây thì coi như là chúng ta thấy là gì, khi mà nghe mà nói với tiêu chảy cấp á, thì người ta hay nói tới một cái vấn đề đó là uống cái gói bù nước, tức là gói Orezon hay là dung dịch mà điện giải uống bù nước. Nhưng mà sau này người ta thấy là những cái trường hợp mà tiêu chảy mà chưa có mất nước, tức là chúng ta có thể điều trị tại nhà đó, thì sao, thì những cái trường hợp đó đó chúng ta có thể dùng bất kỳ một cái loại nước nào, miễn sao cái loại nước đó nó không có ngọt, nó không có quá ngọt là có thể được. Ví dụ như chúng ta có thể, nếu em bé còn có bú mẹ thì chúng ta biết là sữa mẹ, cái phần sữa đầu là nước nó rất là tốt, gia đình chúng ta sẽ cho, có thể cho bú em bé nó bú mẹ mỗi cử và bú thường xuyên hơn, và mỗi cử bú lâu hơn thì chúng ta cũng có thể cung cấp nước được cho em bé, và đồng thời chúng ta cũng có thể cung cấp được dưỡng chất cho em bé luôn. Và nếu như mà em bé mà không có bú mẹ mà có đang uống sữa công thức hay là có ăn rồi, thì chúng ta có thể cho em bé uống ví dụ như là nước lọc cũng được, nước canh, nước luộc rau cũng được, nước dừa tươi thêm xíu tí muối cũng được. Có thể chúng ta cũng phải cho uống thêm cái nước cam vắt nếu mà cam không ngọt, chúng ta có thể uống được đó. Nói chung là tất cả những cái loại nước nào mà sẵn có thể uống được, trừ những nước giải khát công nghiệp, ví dụ như là Coca-Cola, Pepsi, nước yến, nước tăng lực, bò cụng gì đó, hay thì những cái loại đó chúng ta không cho em bé uống được thôi. Và những cái loại nước sẵn có trong nhà ta thì có thể uống được hết. Còn khi mà em bé nó nặng hơn, tức là em bé nó có triệu chứng của mất nước, thì cái triệu chứng của mất nước á, thì sẵn đây cũng nói luôn, cũng mở ngoặc nói luôn để cho các quý vị dễ theo dõi, thì dấu hiệu mà mất nước đó là gì, là em bé đó là nó sẽ trở nên đó là nó quấy, nó bứt rứt, và nó cứ nhìn cái ly nước mà nó cứ đòi nó uống. Và cái thứ hai nữa đó là em bé đó là mắt của nó trũng. Bình thường á, thì mình thấy mắt nó đầy, thì bây giờ mình mắt cái hốc mắt nó trũng đi, mà nếu như mà mình em bé nó nặng hơn một chút xíu nữa đó, thì chúng ta có thể thấy là cái lưỡi của em bé nó khô. Bình thường mấy anh chị lưu ý là sao, cái lưỡi của em bé luôn luôn là ướt, bây giờ thấy em bé cái lưỡi của em nó khô đi rồi à, thì đây là một cái dấu hiệu chúng ta cũng phải cẩn thận. Và ngoài ra thì còn có thêm một cái dấu hiệu nữa là cái dấu béo da. Nhưng cái dấu béo da này thì thường thường là nhân viên y tế mới mới làm được, nhưng mà chúng ta có thể thay bằng một cái dấu, đó là nếu như em bé cái còn thóp, thì chúng ta thấy cái thóp em bé nó chuẩn, nó không có đầy như mọi ngày, thì có cần chỉ cần có một trong những cái dấu hiệu này thôi thì chúng ta phải cẩn thận, và chúng ta có thể sử dụng cái gói Orezon.
để chúng ta cho uống bù nước trong trường hợp là nhà chúng ta xa, không có thể tiếp cận cái cơ sở y tế một cách nhanh chóng, thì chúng ta cái này thì mấy anh chị có thể pha cái gói Orezon này theo cái hướng dẫn. Ví dụ như trên cái hướng dẫn người ta dặn là pha một gói với 200 ml nước, hoặc là trên cái hướng dẫn người ta ghi là một gói pha với 1 lít nước, thì chúng ta phải coi kỹ cái này. Và khi chúng ta pha đó thì chúng ta nhớ là chúng ta pha chọn một gói với cái lượng nước mà cái nhà sản xuất người ta đề nghị, và chúng ta khuấy đều lên và chúng ta cho em bé nó uống. Thì nếu như mà em bé nó có cái triệu chứng á, mà mất nước giống như lại tôi nói đó, thì mấy anh chị vừa cho em bé uống và vừa đưa em bé tới cơ sở y tế. Còn nếu như mà em bé đó mà không có những cái dấu hiệu tôi nói, nó chỉ là mình uống ngừa thôi, mà mình lỡ mình pha rồi mình cho uống á, thì mấy anh chị chỉ cho em bé uống cái Orezon này sau khi em bé đi cầu. Và em bé đi cầu xong rồi mà thấy phân lỏng thì mình mới lấy Orezon cho em bé uống, chứ mình không được lấy cái Orezon mình cho nó uống thay nước thông thường trong ngày. Thì như vậy nó sẽ đưa tới một tình trạng là bị dư muối, và nó sẽ đưa tới tình trạng ngộ độc một cách đáng tiếc. Vâng, vậy quý phụ huynh thường các bé hay là thích hay là uống nước ngọt và nước ngọt có ga. Như vậy trong phần vừa rồi bác sĩ Phúc đã nhắc nhở là mình có thể chọn những nước canh, nước dừa nhưng mà không nên chọn những loại nước có ngọt quá hoặc là nước có ga. Đó. Vâng, và đặc biệt là cái cách pha của Orezone cũng được bác sĩ Phúc vừa nhấn mạnh. Vâng, ở ngoài thị trường hiện giờ thì có rất là nhiều loại Orezone và nhiều mùi vị khác nhau. Đó thì bác sĩ có lời khuyên nào cho quý phụ huynh nên lựa chọn loại nào không ạ? Loại nào dễ uống hơn không ạ? Thì cái dung dịch mà Orezone ấy, thì trong đó là nó có là gluco và các chất điện giải, cho nên nó là nó uống bản thân nó là vừa có vừa ngọt mà lại vừa mặn, cho nên uống nó sẽ không có dễ. Người ta có thể thêm một ít hương liệu vô để kỳ vọng là cái đứa bé đó nó có thể uống dễ hơn, nhưng mà quý huynh cũng không nên quan tâm cái chuyện đó nhiều. Mình có cái gì mà sẵn có ở cái gần của mình, ví dụ mình ra được hiệu thuốc hay trong nhà mình chữ mình có sẵn, thì mình cứ lấy cái đó mình pha cho em bé. Cái điều đặc biệt quan trọng ở đây là chúng ta phải nên nhớ đó là gì, nếu em bé mà không có mất nước mà chúng ta uống để bù nước thì phải là sau khi đi tiêu lỏng xong thì chúng ta phải cho em bé nó uống. Còn nếu như cái em bé mà nó đang ở trong cái tình trạng mà có mất nước rồi á, thì lúc đó là bản chất của em bé đó là nó thiếu nước dữ lắm, cho nên nó rất là háo nước, thì kể cả cái gói mặn gói ngọt quay là lạc hay là gì đó thì em bé nó cũng sẽ đòi nó uống hơn. Cho nên chính vì vậy cho nên nó có một cái câu là gì, là phải không cho em bé nó uống nước quá ngọt, tại vì lúc đó nó sẽ lựa chọn cái đó nó uống và nó uống cho đã cái chuyện khác của nó, và như vậy nó sẽ đưa tới nó nguy hiểm. Và trong trường hợp mà em bé nó đang mất nước như vậy đó thì nó uống Orezon rất là dễ dàng, cho nên chúng ta cũng không nên quan trọng cái chuyện là cái mùi hay cái hương vị hay cái tính dẻo của nó. Dạ. Vâng, còn một số trường hợp nữa là khi các bé tiêu chảy á, thì các bé thường hay bị ói kèm theo, nên việc khi mà cho uống hoặc khi cho ăn cũng gặp khó khăn. Vâng, vậy cái việc mà bù nước trong cái khi mà bé có ói nhiều kèm với tiêu chảy thì mình nên lưu ý thế nào ạ? Nếu như mà em bé đó mà có tới bệnh viện thì bác sĩ sẽ cho một liều thuốc chống ói, và chỉ có một liều duy nhất đó thôi, thì sau đó thì sẽ không có cho nữa. Cho nên quý phụ huynh cũng nên lưu ý là nếu em bé mà nó có ói mà chúng ta đang xử trí tại nhà thì chúng ta sẽ nên lưu ý cái chuyện như vậy. Tức là đa phần thì cái trong cái tiêu chảy á, nó sẽ có cái ói ở cái giai đoạn đầu, và khi mà em bé mà chuyển qua cái giai đoạn mà tiêu chảy á, thì thường thường cái ói nó cũng giảm, thậm chí là nó cũng sẽ hết luôn. Đây là một cái điểm mà mình nên đi lưu ý để mình bình tĩnh mình chờ đợi. Tuy nhiên nó cũng có một số trường hợp á, là em bé nó ói và cộng với cái lúc á, mà tiêu chảy thì cái ói nó cũng chưa có giảm, thì MC Thùy Dương nói là rất là đúng. Là như vậy chúng ta sẽ làm sao để cho em bé nó ói mà nó cũng vẫn có thể uống được, vì tại vì cái đường mà mình cho vào thì nó chỉ có một cái đường duy nhất là đường uống thôi, mà em bé nó lại ói ra ha. Thì chúng ta nên nhớ là như vậy nè, khi mà em bé nó ói đó thì chúng ta cần phải bình tĩnh, và chúng ta phải nên lưu ý là cái chất ói đó nó làm cho em bé nó rất là sợ hãi, nếu như em bé nó tương đối nó lớn một chút nên chúng ta biết là gì, là thông thường á thì khi mà em bé mà ói, mà nếu mà em bé nó nhỏ đó thì mình đặt em bé xuống rồi cái mình mới lật đật mình đi mình dọn cái chất ói. Thì khi mà mình đặt em bé xuống mà mình lật đật mình chạy đi mình dọn chất ói đó thì coi chừng lúc đó em bé nó té ngã. Còn nếu mà em bé nó lớn hơn một chút mà mình để nó, mình nói chứ con ngồi đây con chờ mẹ chạy đi làm, mà em bé nó đang hoảng sợ mà nó nhìn trong ánh nó sợ đó, mà nó thấy mẹ nó bỏ đi rồi đó,
nó cũng chồm theo mẹ nó cũng có thể nó té ngã. Cho nên cái chuyện đầu tiên á là khi em bé nó ói ra thì chúng ta bình tĩnh, chúng ta phải để em bé vào một cái nơi an toàn hoặc là kêu người trợ giúp dọn cái chất ói đó chúng ta. Thì tại sao chúng ta phải dọn cái chất ói? Là tại vì người ta thấy á, là cái mùi của cái chất ói cũng như cái tính chất của cái chất nó ói ra đó, nó làm cho em bé sợ hãi và nó sẽ kích thích em bé nó ói tiếp theo thêm một lần nữa phía sau đó. Cho nên chúng ta phải dọn để nó sạch cái mùi đó. Chúng ta thay áo hoặc là thay quần áo cho em bé cho nó sạch sẽ. Rồi sau đó khi nó hết cái mùi thì chúng ta bắt đầu bình tĩnh, đặt em bé nằm ở cái tư thế đầu cao hơn. Để em bé nó lớn hơn thì mình có thể cho em bé nó ngủ. Và mình bắt đầu mình lại đút tiếp cái dung dịch mà mình cần cho em bé nó uống gừng nước. Và cái này ở uống với cái tốc độ nó chậm hơn. Ha, chỉ cần cho uống nó tốc độ chậm hơn thì đa phần là em bé nó sẽ qua được cái chuyện ói này. Tuy nhiên nếu như em bé mà nó ói liên tục, tức là có nghĩa là gì, mình cho uống chậm rồi mình đưa cho em bé mà em bé nó vẫn ói liên tục, tức là ngồi đó một chút xíu dọn dẹp sạch sẽ xong rồi vẫn tiếp tục ói ra, và đặc biệt là sau khi ói xong mà mình đã dọn dẹp sạch sẽ rồi mà em bé lại thấy không khỏe hơn, thì đây là một trong những trường hợp là dấu hiệu nặng, chúng ta cũng cần nhanh chóng đưa em bé tới bệnh viện. Tại vì lúc đó em bé nó có thể là có một cái bệnh gì đó khác, hoặc là cái chuyện ói đó nó cản trở cái động tác mà chúng ta gừng mắc nước cho em bé, thì hai cái chuyện đó nó cộng lại chúng ta cũng nên đưa em bé lại. Dạ, vâng, tôi tin chắc rằng là với những dặn dò chi tiết như vậy thì quý phụ huynh sẽ biết cách chăm sóc con ở nhà khi con bị tiêu chảy. Vậy khi mà quý phụ huynh đưa con tới bệnh viện để khám thì thường là bác sĩ sẽ cho những thuốc gì trong việc điều trị tiêu chảy ạ? À, khi mà chúng ta mà tới bệnh viện á thì bác sĩ sẽ đánh giá cái tình trạng tiêu chảy của em bé. Nếu như mà người ta thấy cần phải uống bù nước thì thường thường em bé sẽ được lưu lại trong vòng khoảng là 3 tiếng đồng hồ để người ta sẽ cho mình cho tự bản thân và mẹ sẽ đút nước cho em bé. Và cái dung dịch lúc đó là người mình sẽ lựa chọn là cái dung dịch là Orezon. Mà khi mà em bé nó sau cái giai đoạn ngủ bù nước đó xong mà đánh giá lại mà em bé có thể ổn định, có thể được điều trị tiếp ở nhà thì em bé sẽ được xuất viện. Còn nếu như mà em bé nó diễn tiến không thuận lợi thì có thể em bé sẽ được nhập viện, và sau đó nếu mà cần thì có thể là truyền nước biển, à, tức là truyền qua cái đường tĩnh mạch của em bé để giúp cho em bé nó ra khỏi cái tình trạng mất nước. Nhưng mà mấy quý mình cũng nên lưu ý là đa phần á thì là chỉ có khoảng 10% là em bé nó phải cần nhập viện thôi, thì còn lại là em bé sẽ được điều trị tại nhà. Và khi mà em bé mà được điều trị tại nhà thì bác sĩ sẽ thường thường sẽ kê thêm một cái loại thuốc, và đây là cái nguyên tắc mà thứ tư mà tôi muốn nói khi chúng ta là có uống thuốc tại nhà. Ở sẵn đây tôi cũng xin nhắc lại ha, ba cái nguyên tắc đầu là thứ nhất là chúng ta phải cho em bé đó là uống nhiều nước để ngừa mất nước. Cái nguyên tắc thứ hai là ăn nhiều để em bé nó có sức mà mau lành bệnh. Và cái nguyên tắc thứ ba là cái nguyên tắc là nhận dạng ra được cái dấu hiệu nặng để nhanh chóng đưa em bé tới bệnh viện. Thì khi mà chúng ta tới bệnh viện rồi mà bác sĩ cho về thì các bạn cũng phải tuân theo đúng ba cái nguyên tắc đó. Và thêm một cái nguyên tắc thứ tư, chúng ta phải uống cái viên thuốc, và viên thuốc mà thường thường bác sĩ cho về đó là cái viên kẽm. Cái viên kẽm này á nó có một cái đặc điểm mà chúng ta nên lưu ý là cái viên kẽm này á là chúng ta phải cho em bé nó uống lúc đói. Mặc dù á, người ta thấy á, là nếu cái viên kẽm này mà uống lúc no đó thì em bé nó ít bị ói hơn, nhưng mà khi mà uống lúc no đó thì cái thuốc nó lại hấp thu không có được tốt, cho cái này nó đòi hỏi là em bé nó phải uống lúc đói. Và cái cũng may mắn á, là cái thuốc này nó chỉ uống có một lần trong ngày thôi ha. Và mấy các bạn cũng nên lưu ý, nếu như mà uống cái viên thuốc này mà sau 20 phút mà em bé có ói ra thì chúng ta coi như là em bé đã uống đủ, chúng ta không cần phải cho uống lại. Còn nếu như mà đang uống mà em bé ói ra thì chúng ta sẽ cho em bé uống lại một nửa cái số mà thuốc nó bị ói ra. Cho nên đây là cái mà chúng ta nên lưu ý cái chuyện như vậy. Và đặc biệt nữa đó thì thông thường á thì sau khi mà em bé mà về đó thì bác sĩ sẽ cho là hẹn tái khám 2 ngày. Nhưng mà có thể là trong vòng 2 ngày đó thì tiêu chảy nó tự nó giới hạn và nó lành luôn. Và bà mẹ thì lúc đó cũng là coi như là chúng ta cũng bắt đầu bận rộn, tại mới đi làm lại rồi, thấy con mình nó cũng ổn hẳn, nó chơi rồi. Thì lúc đó chúng ta lại không có đi tái khám. Và nếu như chúng ta không đi tái khám á, thì chúng ta cần phải làm thêm một cái động tác sau đây. Tức là cái viên kẽm đó đó, chúng ta phải ra tự mua. Tại vì cái viên kẽm này á, thì có thể bán không cần kê toa. Nó một cái loại thuốc không cần kê toa. Chúng ta có thể sử dụng cái toa của bác sĩ đó đã toa cho mình đưa ra để chúng ta mua thêm.
và chúng ta phải mua thêm và uống ít nhất là 10 ngày nữa, và tốt nhất là uống cho đủ 14 ngày. Khi mà chúng ta uống được như vậy á thì chúng ta sẽ có được một cái lợi điểm, tức là chúng ta sẽ ngừa được cái đợt tiêu chảy kế tiếp theo, ít nhất cũng trong vòng 6 tới 12 tháng kế tiếp. Và đây là một cái điểm mà tổ chức y tế người ta nhấn mạnh. Cho nên đó là nếu như chúng ta đi tái khám lại thì rất là tốt, thì bác sĩ sẽ kê thêm cho đủ cái liều như vậy. Mà trong trường hợp em bé nó diễn tiến thuận lợi hoàn toàn, em bé nó khỏe hẳn luôn, đến mức độ chúng ta không cần đi thì chúng ta cũng cần phải uống thêm cho đủ cái liều để chúng ta ngừa cái đợt tiêu chảy tiếp theo. Và đó là chính là cái nguyên tắc thứ tư trong cái bốn cái nguyên tắc điều trị tiêu chảy tại nhà. Dạ, vâng, cảm ơn bác sĩ. Vậy chúng ta cũng nên tóm tắt lại một lần nữa cho quý phụ huynh được rõ là thứ nhất là phải uống bù nước, thứ hai là tiếp tục cho ăn. Dạ, thứ ba là phụ huynh sẽ phải theo dõi con xem khi nào con cần phải đến bệnh viện khám ngay và uống thêm kẽm. Dạ, vâng. Ngoài ra thì còn một số thuốc nữa trong điều trị tiêu chảy mà trong một số toa tiêu chảy thường hay có, ví dụ như là kháng sinh hoặc là những probiotic là những lợi khuẩn, men vi sinh. Thì theo ý kiến của bác sĩ Phúc về những loại thuốc này thì có tác dụng gì ạ? À, thì nếu như mà em bé mà nó có bị lỵ thì bác sĩ sẽ thường thường là sẽ kê thêm kháng sinh. Thì khi mà có kháng sinh á, thì các bạn phải nhớ một cái chuyện là liều của kháng sinh á, là chúng ta phải uống đúng. Và cái điểm thứ hai nữa, bạn cũng có thể vận dụng cái nguyên tắc hồi nãy tôi nói, là nếu như em bé ói ra trước mà 20 phút, chúng ta phải uống lại nửa liều. Sau 20 phút thì chúng ta coi như là em bé đã uống đủ. Nhưng ở đây nếu như em bé đã lành hoàn toàn thì chúng ta bắt buộc phải quay lại tái khám. Tại vì sao? Tại vì cái liều mà khi mà cho kháng sinh chúng ta phải uống đủ liều lượng, và cái liều lượng mà cũng như là cái thời gian mà điều trị nó tùy thuộc vào loại bệnh và tùy thuộc loại kháng sinh. Cho nên mấy bạn mà coi như quý huynh phải nên lưu ý một chuyện là đã có kháng sinh thì chúng ta bắt buộc phải quay lại tái khám ở một cơ sở y tế gần nhà cũng được, ở một cái phòng mạch gần nhà cũng được, hoặc là quay lại đúng cái bệnh viện mà chúng ta đã được kê toa cũng được, nhưng chúng ta bắt buộc phải quay lại tái khám. Còn men vi sinh thì chúng ta nên lưu ý là men vi sinh, và bác sĩ cũng có thể kê cho chúng ta cái men vi sinh, nhưng mà chúng nên lưu ý là men vi sinh của bác sĩ kê nó là thuốc chứ nó không phải là thực phẩm chức năng. Cho nên khi mà chúng ta mà có đi mua ở ngoài, khi mà coi như là em bé chẳng may em bé nó uống nó bị ói ra, chúng ta phải mua để mà chúng ta bù lại á, thì chúng ta phải nói với nhà thuốc á, là phải mua đúng cái hiệu và đúng cái loại thuốc mà chúng ta đã mua từ cơ sở y tế. Còn không thì nó có thể có tình trạng là người ta sẽ đưa thực phẩm chức năng cho các anh chị. Và men vi sinh thì nó cũng có một cái vai trò nhất định trong cái tiêu chảy cấp ở trẻ em, và bác sĩ sẽ cân nhắc và sẽ cho các bạn hay cho con của các bạn. Dạ. Một điểm nữa là chúng tôi cũng nên nhắc luôn mấy bạn luôn, đó cái chuyện mà chúng ta là tuyệt đối là chúng ta không có phải chỉ chăm chăm vào thuốc cũng như chăm chăm vào là men vi sinh, mà cái quan trọng là chúng ta phải tuân theo cái nguyên tắc thứ hai là cái nguyên tắc mà chúng ta cho em bé ăn. Tại vì em bé ăn thì em bé ăn nhiều hơn mọi ngày để nó có sức và nó mau lành bệnh. Và cái điểm thứ hai nữa đó là chúng ta phải cho em bé ăn sau khi mà em bé bị tiêu chảy, ăn bù để em bé nó không bị suy dinh dưỡng. Tại vì người ta thấy là suy dinh dưỡng á, và tức là nguyên nhân mà gây suy dinh dưỡng mà hàng đầu ở trẻ em á là cái tiêu chảy. Nhiều khi chúng ta nuôi một em bé đó, chúng ta mong nó lên từng trăm gram một, ngày nào cũng đem con mình cân lên nâng niu nó, thấy thực ra còn nói là lên được trăm gram ba nó má nó còn mừng, còn hơn là được trăm gram vàng, tôi ví dụ vậy ha. Nhưng mà tiêu chảy một cái là làm cho con mình nó sụt một cách rất là rõ ràng. Thì chúng ta nhớ ha, là tức là ngoài cái chuyện mà trong lúc em bé bị tiêu chảy chúng ta cho em bé ăn nhiều bữa, hay thì sau khi mà em bé bị tiêu chảy xong rồi đó, chúng ta cũng phải cho em bé ăn nhiều bữa hơn để ăn bù, và ít nhất cũng phải là 1 tuần sau đó hay để cho nó em sáng nó có bù. Và tuyệt đối là chúng ta không bao giờ cho em bé đó là nhịn ăn ha. Nhịn ăn mà để ruột nghỉ ngơi là cái quan điểm hết sức sai lầm. Và khi mà chúng ta nhịn ăn như vậy đó thì em bé sẽ không có cơ hội tái tạo được niêm mạc ruột, cái ruột nó sẽ teo nhỏ đi và thậm chí nó có thể thủng ruột. Cho nên mình lưu ý chuyện này để mình bạn. Dạ, cảm ơn bác sĩ Phúc về những chia sẻ vô cùng chi tiết, cụ thể để cho các quý phụ huynh là sẽ ghi nhớ rằng là thay vì trước đây quan điểm là nhịn ăn, hạn chế ăn hoặc chỉ ăn cháo trắng thì bây giờ quý phụ huynh hãy phải cho con tiếp tục ăn và ăn thậm chí còn nhiều hơn và sau đó còn phải chú ý về dinh dưỡng hơn sau cái đợt tiêu chảy đấy. Dạ, vâng.
Còn một phần nữa về thuốc là nhiều khi phụ huynh cũng không có tiện đi tới cơ sở y tế hoặc nhà xa quá nên là hay chạy ra tiệm thuốc tây và uống những thuốc cầm ói hoặc cầm tiêu chảy. Thì theo bác sĩ về vấn đề này thì mình nên lưu ý phụ huynh vấn đề gì ạ? Như ban đầu tôi có nói với các quý vị có nói rồi đó ha, tức là nếu mà bác sĩ cho thuốc ói trong ói thì bác sĩ chỉ cho đúng một liều duy nhất thôi, và chỉ có một liều đó mà thôi, không có liều thứ hai. Cho nên đó là cái chuyện mà mình đi ra mà tìm thuốc tây gì đó mình mua chống ói hoài, cái chuyện đó là chắc chắn là dư và thậm chí nó có hại. Tại vì những cái thuốc chống ói nếu mà mình cho nó không khéo á thì nó có thể gây ra cái tình trạng là bé nó co giật hay nó gồng cứng người, và thậm chí có những trường hợp đó là nó lúc nội sọ luôn. Cho nên là chúng ta phải rất là cẩn thận trong cái chuyện này, cho nên là thuốc chống ói là không không nên cho, chỉ cho có một lần duy nhất và bác sĩ phải kê toa. Đây là điểm đầu tiên. Điểm thứ hai là thuốc cầm tiêu chảy, thì chúng ta nhớ rõ ràng luôn là đối với trẻ em dưới 5 tuổi mà bị tiêu chảy cấp tính chúng ta không được cho thuốc chống ói, và không, tôi xin lỗi, chứ không được cho thuốc là cầm tiêu chảy. Và thuốc cầm tiêu chảy á, nó sẽ làm cho cái tình trạng á, thứ nhất là cái tác nhân gây bệnh á, là nó không có đi ra khỏi cơ thể. Chúng ta đã biết ngay từ đầu là tiêu chảy á, nó là một cái động tác để chúng ta thải cái tác nhân gây bệnh ra, và khi mà thải cái tác nhân gây bệnh ra như vậy đó thì hết cái tác nhân gây bệnh đó thì cơ thể nó mới có cái cơ hội nó tự tái tạo lại cái niêm mạc ruột và nó làm bệnh. Còn đây chúng ta cho thuốc mà cầm tiêu chảy thì tác nhân nó còn nằm ở trong đó, và khi mà nằm trong đó như vậy đó nó có thể tăng sinh lên và nó đưa tới một cái tình trạng rất là nguy hiểm. Đó là một cái tình trạng đó là và coi như là người ta gọi là phình đại tràng mà nhiễm độc, hay mà trong từ tôi hay nói là toxic megacolon á. Cái phình đại tràng nhiễm độc này nó có thể làm cho em bé nó nhanh chóng đi vào cái tình trạng là nhiễm trùng huyết và đưa em bé sốc, thậm chí là lũng ruột, đưa tới tình trạng tử vong. Cho nên tổ chức y tế thế giới người ta là coi như gọi là thuốc mà cầm tiêu chảy là chống chỉ định ở trẻ em bị tiêu chảy cấp dưới 5 tuổi, nên quý vị nên lưu ý chuyện này. Dạ, vâng. Còn trong trong một số trường hợp khi mà con cần uống sữa thì quý phụ huynh cũng hay thắc mắc rằng là con có nên đổi sữa hay không? Những cái sữa điều trị tiêu chảy được bán ở ngoài đó thì phụ huynh có nên đổi sữa ngay hay không thưa bác? À, thì cái sữa mà mình hay nói đó là nếu như mà em bé nó bị tiêu chảy á thì mình phải đổi một cái loại sữa đặc biệt, hay cái gọi là sữa mà để chống tiêu chảy. Thì các bạn nên lưu ý như vậy nè, là khi mà em bé mà nó bị tiêu chảy á thì nó có thể nó bị hư một số cái men ở trong đường tiêu hóa, đặc biệt là cái men lactase. Cái men lactase đó đó là nó có cái chức năng là nó sẽ tiêu hóa cái đường lactose. Nhưng mà thực sự ra đó thì với một vài cái tiêu chảy mà trước cái ngày thứ bảy á thì hầu như là nó không có bị cái tình trạng này. Hay là nếu như đối những cái tác nhân mà thông thường á mà ở một cái độ mà tiêu chảy nhẹ mà chúng ta có thể điều trị tại nhà đó thì hầu như là nó không đến ảnh hưởng tới cái chức năng mà tiêu hóa cái đường lactose này, cho nên chúng ta cũng không cần phải phải đổi sữa. Nhưng mà trong một số trường hợp đặc biệt á, là cái trên cái lâm sàng mà chúng ta thấy có cái tình trạng là khi mà em bé ăn đặc thì không bị tiêu chảy, mà khi em bé uống sữa vào thì tiêu chảy ồ ạt, thì cái đó đó thì có thể có một cái dấu hiệu gián tiếp để cho chúng ta biết á, là có nghĩa là em bé đang mắc cái men lacta ở một mức độ đáng kể. Thì lúc đó bác sĩ sẽ cho sử dụng một cái sữa gọi là cái sữa là không có đường lactose, và cái sữa này á, người ta cũng sử dụng trong một thời gian ngắn hạn, thì sau đó chúng ta sẽ đổi lại trở lại sữa thông thường. Nè. Còn trong trường hợp á, mà cái tiêu chảy mà nó qua ngày thứ 14, tức là một trường hợp là tiêu chảy kéo dài, thì lúc đó ít nhiều gì là niêm mạc ruột đều đã bị tổn thương và cái men lacta nó cũng đã bị hư rồi, thì không thì lúc đó thì bác sĩ sẽ kê là coi như là cái loại sữa, tức là sữa là không có đường lacto một cách thường quy. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bệnh tiêu chảy thì thông thường là có thể điều trị tại nhà được. Nhưng mà trong một số trường hợp nếu mà kèm theo sốt hoặc là ói hoặc là đau bụng thì những biểu hiện đó có phải là bệnh tiêu chảy này đang nặng lên không? Dạ, và phụ huynh sẽ phải làm gì xử trí khi mà có những triệu chứng thêm như vậy ạ? Nếu mà trong cái tiêu chảy thì thường thường cũng có hay kèm theo sốt nhẹ thì chúng ta có thể cho uống thuốc hạ sốt như thông thường. À, nhưng mà đặc biệt chúng ta phải lưu ý như nào là em bé nó không sâu 2 ngày mà nó không có diễn tiến thuận lợi, đó là cái điểm đầu tiên lưu ý. Hoặc là trong 1-2 ngày đầu không sốt mà sau đó xuất hiện sốt, hoặc là cái sốt nó càng ngày càng cao hơn, đặc biệt là sốt khó hạ, đó là dấu hiệu là của tiêu chảy. À, thì chúng ta phải cần phải đưa em bé tới bệnh viện ngay như cái phần đầu tư tôi có nói.
À. Còn nếu như ngay từ ngày đầu tiên mà em sốt cao mà khó hạ rồi thì dĩ nhiên nó đã không rớt vô cái tình huống là có thể điều trị tại nhà, thì chúng ta phải đưa em bé này đi tới bệnh viện. Thì như thế nào là gọi là sốt cao khó hạ? Thông thường chúng ta cho em bé uống thuốc hạ sốt á, thì trong vòng khoảng 20 cho tới 30 phút thì cái nhiệt độ nó sẽ hạ xuống. Mà nếu như mà chúng ta thấy á, là gì, là ở khoảng cái thời gian đó mà nhiệt độ nó không xuống, thậm chí nó còn cao hơn, hoặc là một trường hợp thứ hai là có nghĩa là uống thuốc vào mà chưa tới 3 hoặc 4 tiếng đồng hồ sau em bé nó lại sốt lại, thậm chí nó muốn sốt cao hơn, mà đặc biệt là sau khi bớt sốt rồi mà em bé nó vẫn đừng nó vẫn không được tư tỉnh, thì đó là những dấu hiệu mà sốt là kèm theo một dấu hiệu nặng, thì lúc đó chúng ta cũng cần phải đi tới bệnh viện. Dạ, vâng, còn một câu hỏi nữa là ba mẹ cũng vô cùng trăn trở khi mà thấy con mình bị tiêu chảy. Họ đã nghĩ rằng là chúng tôi đã cố gắng là vệ sinh kỹ cho con, đó, sữa cũng kỹ, nấu ăn cũng đun chín, nấu kỹ, nấu sôi. Vậy tại sao mà con mình vẫn bị tiêu chảy? Vậy bác sĩ có thể hướng dẫn họ phòng ngừa bệnh tiêu chảy được không? À, cái bệnh tiêu chảy á thì nói quý vừa anh nghe là mình đừng có buồn, khi mà con mình bị tiêu chảy chắc chắn là em bé nó đã ở dơ, tại vì cơ chế mà lây bệnh của bệnh tiêu chảy á là người ta nói là nó lây qua đường phân miệng, tức là tác nhân gây bệnh tiêu chảy á mấy bạn cũng đã biết rồi ha, tác nhân bệnh nó có thể là siêu vi, nó có thể là vi trùng, nó có thể là ký sinh trùng, hoặc là do là độc tố của những con vi trùng, thì tất cả những cái tác nhân đó nó gây bệnh nó phải đi qua một cái con đường là từ phân của cái đứa nhỏ nó bị bệnh và nó lây qua làm sao đó mà nó đi vào trong miệng của cái đứa bé khỏe mạnh và đứa bé nó sẽ trở nên là bị tiêu chảy, và người ta thấy thường thường á là nó qua cái trung gian là bàn tay hay qua bàn tay hoặc là qua những cái vật trung gian, ví dụ như là vật cầm nắm ở trong cái mặt phẳng hay trên bàn vậy đó, nhưng cái gì đi nữa thì nó cũng qua trung gian và cái bàn tay, trừ một số trường hợp á em bé nó nhỏ quá nó không biết á thì nó cạp 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 mà nó gần cầm tay á, thì hay nó bị thôi, còn đa phần là nó qua cái bàn tay hết. Cho nên chúng ta nên lưu ý là khi mà con mình không may mà đã bị tiêu chảy rồi, chứng tỏ là cái bàn tay của con mình không sạch hoặc là cái chất mà con mình ăn vào không sạch, à, đã bị đây là vi trùng. Ví dụ như chúng ta có thể là nấu thì rất là kỹ nhưng mà cái đồ ăn đó chúng ta lại không kỹ, chúng ta bị con ruồi đậu vô rồi, thì lúc đó là tác nhân nó trực tiếp từ cái đồ ăn của mình làm. À, cái đoạn thứ hai là chúng ta lại để cho em bé đó là coi như ăn cái đồ ăn cũ mà nó bị ôi thiêu thì nó cũng có thể bị. Bây giờ chúng ta đã bỏ qua được hai giai đoạn đó và chúng ta làm kỹ lưỡng đàng hoàng cho em bé ăn ngay, nhưng mà em bé thì nó lại cầm cái đồ chơi mà đồ chơi nó rớt xuống đất và đất đó vô tình đã có nhiễm cái phân của đứa nhỏ bị tiêu chảy, thì như vậy thì em bé đưa tay cũng vẫn có thể bị. Cho nên chúng ta nên lưu ý hai đó là cái bàn tay là cái chúng ta quan trọng nhất và cái chuyện đó. Cái chuyện thứ hai nữa là chúng ta cũng nên lưu ý, nãy tôi nói có nhắc tới con ruồi, thì con ruồi là chúng ta cũng phải để ý nữa là chúng ta phải đậy cho kỹ những cái răng để lại. Và đối với trẻ em á thì chúng ta nên tuân thủ một cái nguyên tắc như sau, tức là gì, ăn chín uống sôi và trái cây á thì bóc vỏ và ăn ngay ha, mấy bạn nhớ cái chuyện này ha, ăn chín uống sôi và trái cây thì bóc vỏ ăn ngay, và một cái nguyên tắc cuối cùng đó tức là bàn tay phải luôn sạch sẽ, à, và huấn luyện cho đứa bé cũng như là cái bàn tay của cái người mà chăm sóc bé cũng phải luôn luôn sạch sẽ, và chúng ta cần biết những cái thời điểm là coi như là phải rửa tay vào lúc nào, thì cái này chắc không mấy bạn rành rồi, thì tôi sẽ các bạn có thể coi thêm cái những cái clip hay những 60 phút của bệnh viện Nhi đồng 1, và trong đó có cái phần mà nói là về chúng ta về cách vệ sinh tay thì rất là kỹ, các bạn có thể coi lại. Dạ, đúng là ở trường mầm non thì các cô giáo cũng bắt đầu dạy các em bé đều là phải rửa tay trước khi ăn đó và rửa tay sau khi đi vệ sinh. Đó thì bác sĩ Phúc cũng vừa nhắc nhở quý phụ huynh hãy chú ý rèn luyện cho con cái thói quen đó ở nhà luôn. Vâng, vậy còn nếu mà trong phòng ngừa tiêu chảy chúng ta có vaccine nào có thể phòng ngừa được các bệnh tiêu chảy không? Hiện bây giờ đó thì cái con mà siêu vi ha, mà gây ra cái bệnh tiêu chảy mà người ta thấy là tiêu chảy dạng và tiêu chảy cấp á, cái dạng hồi nãy tôi nói là cái dạng mà đa phần là bé nó bị á, thì á, là cái vaccine mà có cái con mà siêu vi gây ra nó đó là cái con rota, con vaccine là rota hay người ta hay nói là con rotavirus, thì cái vaccine ngừa được cái con này á, nó rất là tốt, nó có thể ngừa được cái con này, và khi mà em bé bị cái nhiễm cái con rotavirus này á thì em bé nó có dễ vừa bị ói mà vừa bị tiêu chảy, và nó là một trong những cái tác nhân mà gây ra một cái tình trạng là
tiêu chảy ồ ạt, mất nước, nhiều khi là phải nhập viện hơn hẳn những cái tác nhân khác. Và đây cũng là một cái tác nhân mà có thể làm ra một tiêu chảy kéo dài và đưa tới cái tình trạng là chúng ta phải đổi cái sữa mà coi như là không có đường lacto, giống như là tôi có nói. Cho nên là chúng ta nên đưa cho em bé hay là coi như là được cái uống cái vaccine này sớm theo đúng cái liệu trình của nhà sản xuất hướng dẫn. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Vậy là quý phụ huynh đã bắt đầu biết là đầu tiên làm sao để nhận biết con chúng ta tiêu chảy, sau đó là chăm sóc con tại nhà như thế nào, đó, các nguyên tắc điều trị tiêu chảy tại nhà và phòng ngừa bệnh tiêu chảy ra sao. Vậy chúng ta sẽ chuyển qua một phần thứ hai là phần về tiêu chảy kéo dài. Dạ, này bác sĩ có nói rằng là nếu mà con của chúng ta mà bị tiêu chảy trên 14 ngày thì tức là con đã bị bệnh tiêu chảy kéo dài. Thì các nguyên nhân của bệnh tiêu chảy kéo dài này có khác gì với bệnh tiêu chảy cấp không ạ? À, thì cái tiêu chảy kéo dài đó cũng mở ngoặc nói thêm với mấy bạn như nè, tức là khi mà em bé mà bị tiêu chảy cấp đó, tức là từ ngày đầu tiên cho tới ngày thứ 14, thì mấy bạn có thể rất là nóng ruột. Và tại vì sao mà nói chứ, tại sao mà đi khám nhiều lần mà vẫn không hết tiêu chảy, và cứ đi khám nhiều lần, nhiều nơi, nhiều bác sĩ nhưng mà không thể nào cầm cho con tôi được. Và một điểm nữa là bác sĩ cũng không cho làm xét nghiệm gì hết á, vô rồi cũng cho có nhiêu lá thuốc thôi, rồi cũng hướng dẫn kêu về nhà theo ba cái nguyên tắc như vậy, rồi cũng dặn khi nào nặng quay vào thôi. Là tại vì trong cái điều trị mà tiêu chảy cấp á, người ta điều trị như nhau và người ta không quan tâm tới là nó do là tác nhân gì. Mặc dù mình biết á, là trong cái tiêu chảy cấp á, nó có thể là do siêu vi, do vi trùng, do cái ký sinh trùng hoặc là do độc tố của chúng con đó, nhưng mà người ta điều trị như nhau, chỉ trừ trường hợp khi nào mà bị lỹ thì người ta mới cân nhắc người ta sẽ kháng sinh thôi, còn lại điều trị với nhau hết và hầu như là không cần làm xét nghiệm. Tại vì thực ra đó, mình cho làm xét nghiệm á, chưa chắc gì mình đã tìm ra được cái tác nhân, mà hoặc là khi mình tìm ra được tác nhân á thì cái tiêu chảy đó nó có thể nó đã kết thúc rồi, cho nên người ta không có làm ha. Cho nên trước ngày 14 thì mấy bạn sẽ thấy là bác sĩ hầu như là không cho làm xét nghiệm gì hết, nhưng bước qua ngày thứ 14 là mấy bạn sẽ thấy là bác sĩ cho làm nhiều xét nghiệm. Thậm chí là em bé đó mới ngày hôm qua đi tái khám, mới ngày hôm qua đi khám, hôm nay quay lại tái khám, em bé đó phải nhập viện để người ta tìm nguyên nhân rồi. Và tại vì cái tác nhân mà tiêu chảy kéo dài nó phức tạp hơn là cái tiêu chảy cấp rất là nhiều. Thì cái đơn giản nhất á, là những cái tác nhân nào mà gây ra tiêu chảy cấp mà cơ thể không thể nào mà thải nó ra được, đặc biệt là trên những cái cơ địa là bị suy giảm miễn dịch, hay em bé nó cái hệ miễn dịch nó bị yếu, thì nó vẫn kéo dài qua tới ngày thứ 14 luôn. Thì tác nhân đó là đầu tiên là nó có cái đó. Cái nhóm thứ hai đó là cái nhóm là cái niêm mạc ruột của em bé nó bị hư, hay do nó thiếu một cái số men nhất định nào đó thì nó bị. Thì thường thường cái này á, là nó hay xảy ra ở trong cái thời kỳ là sơ sinh, để em bé tiêu chảy kéo dài hoài luôn. Và một cái dạng thứ ba nữa đó là xảy ra trên cái cơ địa là em bé nó bị suy dinh dưỡng. Em bé nó suy dinh dưỡng cho nên nó làm cái niêm mạc nó lâu hơn cái em bé nó bình thường. Cho nên cái tiêu chảy này mặc dù là cái tác nhân gây bệnh nó đã hết rồi, nhưng cái thời gian phục hồi cái niêm mạc nó yếu đi, nó không có được nhanh như là những đứa bé mà dinh dưỡng tốt, thì nó cũng có thể gây ra cái tình trạng là bị tiêu chảy kéo dài. Và một cái dạng nữa là bản thân em bé nó có những cái bệnh mà tự miễn, nó chống lại cơ thể của em bé và bây giờ nó mới phát ra. Và như vậy thì cái đó đòi hỏi là cần phải làm những cái coi như là những cái biện pháp xâm lấn hơn, thí dụ như là phải nội soi ruột chẳng hạn đó, là lấy một miếng ruột ra để coi quay nó bị bệnh gì rồi mình chữa. Mà ngoài ra nó cũng có những cái bệnh mà do nó bất thường về di truyền của em bé, nó cũng tới đó nó mới phát ra. Cho nên trong cái tắc theo cái tiêu chảy kéo dài đó thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, và vì nó nhiều nguyên nhân như vậy cho nên đòi hỏi phải ở trong một cái môi trường y tế để có thể tìm được cái tác nhân cho em bé. Chứ nếu chúng ta mà cho em bé mà về nhà rồi cứ mỗi lần mà làm một cái xét nghiệm rồi hoành lên hoành lại hoành lên hoành lại như vậy đó, vừa tốn thời gian em bé di chuyển, và đặc biệt là có thể trong những cái tình trạng mà nó chuyển nặng thì lúc đó không kịp. Cho nên sau ngày 14 thì đa phần là mấy bạn sẽ thấy là chỉ xê xích cách nhau có một ngày thôi mà như không mình phải nằm viện để theo dõi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Vậy là đúng là tiêu chảy kéo dài trên 14 ngày cũng là một vấn đề đáng lo ngại hơn là vấn đề tiêu chảy cấp. Vâng, vậy việc điều trị thì ở tại bệnh viện á, việc điều trị tiêu chảy kéo dài này có khác biệt gì hơn so với những nguyên tắc điều trị tiêu chảy cấp không ạ? Có ở ở bệnh viện á, thì tiêu chảy kéo dài đó thì em bé sẽ được ăn một cái chế độ đặc biệt, chế độ ăn đó để nó hỗ trợ cho những cái hệ men mà cái em bé nó đã thiếu do cái tiêu chảy kéo dài đó nó đỡ.
Cái điểm thứ hai là em bé sẽ được đó, là sử dụng một số thuốc phù hợp, cũng cộng như là làm thêm một xét nghiệm, một số xét nghiệm ví dụ như là soi phân, cấy phân, máu ẩm trong phân, thậm chí có thể làm tới những cái bước cao cấp hơn là dùng nội soi, và sau đó người ta mới định hướng ra là cái nguyên nhân và điều trị. Nhiều khi cái thời gian nằm viện nó còn dài hơn cái thời gian em bé nó tiêu chảy, tức là có thể là cũng thể là một vài tuần hoặc thậm chí vài tháng để mới có thể điều trị được cái tình trạng này. Và người ta nhận thấy á, là nếu như chúng ta mà xử trí cái tiêu chảy cấp á, mà không có tốt, tức là chúng ta cho em bé nó nhịn ăn, chúng ta không cho em bé ăn, chúng ta không có bù cho em bé đầy đủ, chúng ta để em bé nó bị thiếu nước chẳng hạn như vậy, thì hoặc là chúng ta cho em bé nó uống kháng sinh mà không có đủ liều, không đi tái khám đúng, tất cả những cái đó nó đều là yếu tố nguy cơ để cho em bé có thể trở thành một cái tiêu chảy kéo dài, tại vì cái tác nhân nó không được có thải ra hết đó. Thì như vậy cho nên các bạn nên lưu ý ha, là coi như là trong cái phần mà tiêu chảy cấp chúng ta phải làm cho tốt để cho những cái bệnh nhân đó nó hạn chế cái khả năng có thể chuyển qua tiêu chảy kéo dài. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn quý phụ huynh đang xem chương trình. Tôi cũng bắt đầu nhận được một số câu hỏi được nhắn ở trên fanpage của Bệnh viện Nhi Đồng 1. Dạ, có một câu hỏi rằng là con tôi được 17 tháng tuổi, cháu hay bị bệnh tiêu chảy và tôi pha Orezon cho con uống, nhưng con không chịu uống, cứ uống Orezon là bị ói. Vậy tôi có thể cho bé uống sữa để bù nước được hay không? Dạ, nhờ anh trả lời cho cho phụ huynh. Nếu như em bé mà bú mẹ đó thì có thể là cho bú mẹ nhiều lần và bổ cử bú lâu hơn, thì nãy tôi có nói rồi ha, thì có thể là mình có thể dùng cái đó mình bù cho em bé đó. Còn nếu như em bé đã uống sữa công thức thì sữa công thức nó không phải là một cái dung dịch để có thể bù nước thay cho Orezon được. Nếu như mà cái trường hợp này á, mà là em bé nó đã có mất nước và bác sĩ cho một cái chỉ định là phải uống Orezon để đưa em bé ra khỏi cái tình trạng á, là đang bị mất nước như vậy đó, thì không có gì thay thế Orezon. Em bé bạn nên lưu ý chuyện này. Cái Orezon mình chỉ có thể sử dụng như là một cứu cánh trong trường hợp mấy bác các bạn chưa có tiếp cận được cơ sở y tế. Đó là trong những em bé bị mất nước mà trên đường di chuyển mà chúng ta cũng không có cái Orezon để uống, thì chúng ta có thể cho uống bất cứ cái loại dịch nào có được, trừ cái loại dịch ngọt như tôi có nói, để trên đường mình đi tới cơ sở y tế gần nhất thôi, chứ không thay cho Orezon được. Mấy bạn nên lưu ý chuyện này. Còn mà em bé mà uống để ngừa mất nước, tức là không bị mất nước, chúng ta uống để ngừa thôi, thì chúng ta phải uống bất cứ loại dịch này. Cho nên mấy bạn nên lưu ý ha, khi đã có chỉ định bác sĩ ghi là phải uống Orezon thì mình phải tuân thủ. Rồi. Còn uống khó hay là uống không khó thì mấy bạn có thể lưu ý vào một cái chuyện như vậy nè, tức là mình có thể đút chậm hơn, thì khi mình đút chậm hơn thì bé nó sẽ dễ dung nạp hơn. Rồi. Vâng. Dạ, còn câu hỏi thứ hai là bác sĩ ơi, cho tôi hỏi, con tôi đi học mẫu giáo bụng yếu, cứ ăn gì lạ là vào là đau bụng, ói và tiêu chảy. Nhà tôi thì xa bệnh viện, tôi có thể mua thuốc cầm ói Motilium, men vi sinh và Orezon để cho con uống tại nhà được không? Dạ. Cái thuốc mà Motilium á, thì chúng ta phải coi cái thông tin của nhà sản xuất. Hai người thường thường dưới 3 tuổi á, thông tin của nhà sản xuất người ta sẽ không có cho mình sử dụng, thì mình mới coi cái chuyện đó. Em bé lớn hơn thì mình có thể tính, nhưng mà Motilium thì nó không phải là cái thuốc mà gọi là chống ói trong cái tiêu chảy. Mà mấy bạn biết á, là tại sao á, là như cái phần đầu tôi có nói đó, là thuốc chống ói bác sĩ chỉ cho có một liều duy nhất và không cho liều thứ hai, tại vì người ta thấy như vậy nè, ngay cả cái ói đó nó cũng là một cái cơ chế bảo vệ để chúng ta ói bớt cái tác nhân gây bệnh ra qua ra khỏi cơ thể chúng ta. Thì khi ở cái giai đoạn đầu mà em bé mà nó bị nhiễm, cái do nó bị dơ qua bàn tay hay nó do trong thực phẩm á, thì nó có tình trạng đầu tiên là cơ thể chúng ta nó bảo vệ, nó phản ứng bằng cách nó ói ra. Sau đó đó thì có một cái nó ói không hết thì nó đi xuống tới ruột non rồi nó gây bệnh, cho nên biểu hiện bằng tiêu chảy. Cho nên cả cái ói với cái tiêu chảy nó đều là cái cơ chế bảo vệ của cơ thể chúng ta hết. Nhưng mà mình đi làm thuốc chống ói thì như vậy thì em bé nó sẽ mà đẩy cái tác nhân đó nó không có ra khỏi ra đường miệng được, thì đẩy xuống ruột, nó sẽ làm cho cái tình trạng là coi như là ở ruột nó sẽ nặng hơn. Cho nên người ta chỉ dùng có đúng một loại thuốc chống ói, và loại đó phải có kê toa của bác sĩ và chỉ cho một liều duy nhất thôi. Để gì? Để nó giúp cho cái công việc mà mình uống bù nước nó tốt hơn, và cái thứ hai là cái thuốc đó đã được chứng minh là không làm cho cái tình trạng tiêu chảy nó nặng hơn. Còn những cái loại khác mấy bạn xài thì có thể làm cho mình vô tình mình làm cho em bé bớt ói, nhưng mà sẽ làm cho cái tiêu chảy nó sẽ nặng hơn. Đó là một cái điểm đầu tiên.
Cái điểm thứ hai nữa là nếu mà em bé mà cứ đi học thì lại bị dễ bị tiêu chảy, dễ bị ói, thì bạn cũng nên coi lại, nghe coi lại coi như là em bé nó có cũng được huấn luyện về cái chuyện về vệ sinh an toàn thực phẩm hay chưa, hay là em bé này thuộc một cái dạng là cơ địa bị suy giảm miễn dịch cho nên nó dễ bị tắc nghẽn ở ngoài môi trường làm. Và cái này mình nên đưa em bé đi khám một lần để bác sĩ người ta có thể là người ta sẽ tìm ra cái bệnh và chữa tận gốc cho em bé. Dạ, vâng, cảm ơn bác sĩ. Do thời lượng của chương trình thì tôi chỉ có thể trả lời thêm một câu hỏi nữa. Và nếu mà quý phụ huynh còn thắc mắc gì về bệnh tiêu chảy và xử trí tiêu chảy cấp tại nhà thì chúng ta vẫn tiếp tục gửi câu hỏi lên fanpage và chúng tôi sẽ trả lời sau đó. Dạ, và câu hỏi này là con tôi bị bệnh tiêu chảy 5-6 ngày rồi, tôi đưa con đến bệnh viện khám, tại sao bác sĩ không cho xét nghiệm phân cho con của tôi? À, cũng cảm ơn bạn đã hỏi câu này. Câu này nó chính là cái câu mà tôi đã kết lại như từ từ hồi nãy đến giờ ha. Tức là đối với cái tiêu chảy cấp mà dạng mà phân nước, tức là không phải là tiêu đầm máu, thì hầu như là bác sĩ sẽ không có cho một xét nghiệm gì hết. Bác sĩ chỉ cho xét nghiệm khi nào thấy là em bé nó có tình trạng tiêu chảy mà nó có biến chứng, ví dụ như nó đã có mất nước hoặc là nó có rối loạn điện giải, hay người ta nghĩ cái tiêu chảy này là khác hơn. Chứ nếu mà em bé đã được xuất viện, coi như là không cần mà nhập viện mà đã được cho về nhà thì hầu như không cần làm xét nghiệm gì hết. Và mấy bạn cũng nên lưu ý để kết chương trình, thì nếu như em bé mà bị tiêu chảy, tức là thỏa cái tiêu chí là bị từ 3 lần trở lên trong vòng 24 giờ qua và phân đi ra là lỏng, thì chúng ta nhớ là ba cái nguyên tắc điều trị tiêu chảy tại nhà, và cộng một nguyên tắc thứ tư là uống thuốc kẽm cho đầy đủ nếu như em bé đó đã được một bác sĩ kê toa. À, chúng ta nên lưu ý tiêu chí đó, và chúng ta cũng nên nhận dạng ra được những dấu hiệu mà coi như nặng để đưa em bé tới cơ sở y tế khám một cách kịp thời và nhanh chóng. À. Dạ, vâng, cảm ơn bác sĩ Phúc về những chia sẻ vô cùng chi tiết và đầy đủ để cho phụ huynh có thể yên tâm chăm sóc con bệnh tiêu chảy tại nhà. Vâng, và chúng tôi xin kính chào quý phụ huynh, hẹn quý phụ huynh vào những kỳ sau.